sơn lại tường cũ thì có cần phải chà đi lớp sơn cũ không? Có cần phải chà tường không? Nhiều bạn muốn sơn lại tường nhà để đón Tết. Tuy nhiên, nó rất là ngại cái việc là chúng ta làm xả thì nó sẽ bụi bẩn và bay lên đồ đạc, cũng như bay ra nhiều chỗ trong căn nhà, và bạn dọn nhà rất là cực. Chính vì điều này bạn ngại việc là sửa chữa nhà hay là sơn lại tường nhà, làm cho cái nhà của mình tường cũ, và bạn cũng không biết là sơn lại tường cũ thì làm thế nào để mà hiệu quả và nó ít bụi và nó có thể dễ làm để bạn có thể tự lăn sơn nhà được. Thì trong ngày hôm nay tôi sẽ trả lời các bạn là sơn lại tường cũ thì có nên chà đi lớp sơn cũ không, hay là có nên cạo đi, bỏ đi lớp sơn cũ không, thì tùy theo cái điều kiện đánh giá của tường. Chẳng hạn như đây là một bức tường, bạn nhìn thấy đây là những cái điểm ẩm ẩm ở bên ngoài kia, và chứng tỏ là tường ở bên ngoài nó bị thấm vào. Nếu mà chúng ta để y rồi mà chúng ta lăn cái lớp sơn lên thì hoàn toàn là có khả năng là cái tường của nhà bạn nó sẽ bị bong tróc sau một thời gian ngắn khi mà chúng ta lăn sơn lại. Thì đối với những cái điều kiện tường như thế này thì chúng ta đợi nắng và chúng ta chống thấm ở mặt bên ngoài trước bằng những loại chống thấm tường của CT11A, hoặc là chống thấm màu của Zutun, chống thấm màu của Dulux, hoặc là những cái chống thấm màu của những sang hàng sơn thương hiệu hàng đầu mà chúng ta có thể lăn ở bên kia để ngăn cái sự tác động trực tiếp nước đó thấm ngược vào bên trong để mà chúng ta làm hiệu quả. Rồi bước kế tiếp là chúng ta đánh giá hiện trạng tường. Thì giống như cái bức tường này thì chúng ta sẽ gạt đi. Gạt hết tất cả các cái vệ sinh đi, sau đó thì chúng ta sẽ đánh ráp, đánh giấy nhám, có nhiều người gọi là đánh ráp. Thì chúng ta sẽ chà hết bằng cái bẩn như thế này, chà hết cái vết bẩn như thế này, nó chảy chút tơ bộ qua, thì lúc đó chúng ta lăn sơn lên thì nó mới ăn. Ưu tiên là khi mà đối với những cái điều kiện tường mà nó đã bị xuống cấp như thế này, nó bị bong tróc, bị ẩm mốc, thì chúng ta những cái chỗ mà nó ẩm lớn thì chúng ta phải sủi đi cái lớp sơn cũ, là chúng ta lăn lại một lớp sơn lót chống kìm, sau đó chúng ta bả bộ vá vào những cái lỗ mà nó bị khuyết như thế này, hoặc là những cái tường mà của bạn mà nó không bị ngay, hay những cạnh góc mà nó không ngay không đẹp, thì chúng ta khắc phục nó trước khi chúng ta lăn lại một lớp sơn lót chống kìm thứ hai, và chúng ta lăn lên hai lớp sơn phủ. Nếu bạn chỉ cần làm việc đúng quy trình như vậy thì không có những cái tình trạng như là sơn tường mới ngày hôm trước, sơn tường lại tường cũ là mới năm trước, mới năm sau, mà làm sao nó đã bị bong tróc, bị phồng rộp, và nó rất là nhiều cái lỗi mà bạn không biết lý do thì sao. Thì đây là tôi làm cái video này hướng dẫn các bạn để làm bạn sử dụng sơn lại tường nhà hay là tự sơn nhà cho nó hiệu quả, và tránh cái việc là tiền mất tật mang. Và bạn chẳng những như thế là nó gây ra nhiều cái hậu quả, giống như là khi mà chúng ta để ý là chúng ta làm thì chúng ta hít phải cái bụi bẩn, hít phải cái không khí độc hại vào trong con người của chúng ta, nó gây ra những cái cơn bệnh khác, đúng không các bạn? Vì vậy là chúng ta chú ý nhiều đến cái việc là chúng ta bảo vệ cái tường bên ngoài bằng việc là chống thấm, sau đó chúng ta xả sơ đi. Đối với những cái tường mà nó còn mới á, đặc biệt là các bạn có hỏi là sơn lại tường cũ thì có cần phải sơn lót chống kìm không, thì đối với những cái tường mà nó mới tầm khoảng là 3-4 năm đổ lại, cái tường mà hồi ngày xưa bạn xài sơn thương hiệu, sơn tốt, thì không nhất thiết là bạn phải cạo đi cái lớp sơn cũ. Tường của bạn không bị gì thì hầu như là không cần, bạn chỉ cần dặm vá lại những cái chỗ mà bị trầy xước, hoặc là những cái đường nứt rất là nhỏ. Dặm sơ là chúng ta đánh giá, dán xả sơ lại, chúng ta xả sơ lại là chúng ta bắt đầu là chúng ta lăn sơn lên là đã ổn rồi, không cần phải sơn lót chống kìm luôn. Nếu điều kiện tường của bạn vẫn tốt, bạn có thể thực hiện một cái biện pháp đơn giản ngay, giống như là bạn test đi để biết là cái bức tường đó nó có bị xuống cấp hay không cấp, để các bạn là dự định và làm cái công việc cho nó thuận tiện. Thì tôi chỉ cho các bạn, bạn lấy một cái tấm băng keo 4 phân, băng keo mà băng keo từ băng dán đóng thùng cắt tông là các kiểu, bạn dán lên cái bức tường, và sau một đoạn bạn nắm sau và dán xong rồi bạn nắm bằng lột. Nếu mà nó bung cái lớp sơn cũ ra thì có nghĩa là bức tường của bạn cũ nó không có đạt, và bạn phải xử lý trước để mà bạn lăn lớp sơn lên. Nếu mà bạn gõ lên mà nó không bị thì hoàn toàn là bạn có thể để y vậy và lăn lớp sơn mới lên hoàn toàn. Anh muốn bay trên thời gian, trên không gian để tới bên em, anh muốn được đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng, hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sắp có và sẽ có, chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em. Và chúc các bạn áp dụng thành công. Nếu bạn còn băn khoăn một điều bất kỳ gì trong cái việc là sơn lại tường nhà, sửa lại nhà cửa, hay là tự lăn sơn nhà, và bạn muốn biết là cách sơn lại tường cũ cho hiệu quả, thì hoàn toàn có thể comment vào phần bên dưới của kênh Ông Bán Sơn để tôi có thể giúp bạn trả lời những câu hỏi, những cái điều mà bạn còn thắc mắc. Trong kênh Ông Bán Sơn của tôi thì cũng có là hướng dẫn rất là nhiều những cái kỹ thuật sơn lại tường nhà, kỹ thuật sơn lại tường cũ, rất là nhiều cái bí kíp, những tuyệt chiêu, chẳng hạn như cách tẩy rửa sơn nhà,
làm thế nào để doanh hiệu quả. Nhiều bạn cũng quan tâm là sơn lại tường cũ sau mới có 1 năm, 2 năm trong một thời gian ngắn thì nó bị bong tróc, bị phấn hóa và bị xuống cấp rất là trầm trọng, và bạn cũng lo lắng không biết sử dụng làm như thế nào để đúng và để lần sau là chúng ta không phải tốn đi lắm lại. Bởi vì một lần làm là chúng ta phải bắt dàn giáo làm rất là cực công, dọn vệ sinh là các kiểu, đúng không các bạn? Làm xong rồi phải che chắn, rồi phải dọn vệ sinh, phải dọn nhà, nhiều thứ. Và chúng ta làm thì chúng ta làm kỹ một lần thì sẽ làm tới đâu nó sẽ gọn gàng và nó sẽ đẹp tới đó. Chúc các bạn áp dụng thành công. Nếu bạn còn băn khoăn một điều gì hãy comment vào phần bên dưới video. Và nếu bạn thấy đây là một video hay và có ích cho nhiều người thì hãy bấm like và share cho người ta. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Nhớ là đăng ký kênh của ông Bán Sơn.